ý sợ xá bỏ để được. Đi, đi mau. Ngươi đã làm cho Viên Hoại tức giận rồi đó. Đã nói không cho mượn là không mà. Dương Viên Hoại, tôi cầu xin ông mà. Mẹ tôi chỉ nhờ vào chút tiền này để cứu mạng. Dương Viên Hoại à. Ê, cái bộ này sao lại giống nhau như vậy? Làm như là tiền của ta từ trên trời rơi xuống như vậy đó. A Phúc à, lần sau ngươi còn để cho hạng người này đến nữa thì đừng có trách ta. Ngươi có nghe không vậy? À, dạ lão già. Phú Quý à, có chuyện gì ồn ào vậy hả? Hả? Không có gì, không có gì. Phu nhân à, như là sáng mai bà định lên chùa Phật Quang có phải không vậy? Hãy nghỉ sớm đi. Được rồi. Hạ bút coi như hết kiếp rồi. Thượng thiện phạt ác phán công minh. Diêm Vương muốn được tranh bà chết, không dám từ đến canh năm. Ông là ai vậy hả? Ta chính là phán quan trên địa ngục đây. Phán quan trên địa ngục hả? Ông tìm tôi để làm gì? Người giàu thất đức rất khó dùng. Diêm Vương phán xuống người sắp hết. Giàu mà thất đức hả? Việc này thật quan uổng cho tù quá. Chẳng lẽ là ta nằm mộng sao? Nằm mộng cái gì? Hãy xòe tay trái của người ra cho xem. Mười ngày sau khi tiếng chuông rung lên lần nữa, có nghĩa là tôi cũng lìa đời. Đừng mà. Mài quá, thì ra chỉ là nằm mộng. Sư phụ, mời sư phụ dùng trà. À, con ngoan. Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cắt mấy nhánh cây này vậy? Nếu như không cắt bỏ mấy nhánh khô lá hư này thì cây sẽ không nảy mầm mới xanh tươi được. Sư phụ ơi, sư phụ. Thanh Thanh, bạn mới đến hả? Sư phụ à. Thanh Thanh à, có chuyện gì vậy con? Thanh Thanh, bạn đừng có khóc mà. Bạn mau nói cho sư phụ biết đã xảy ra chuyện gì đi. Cha con sắp chết rồi. Hả? Chị phán quan địa ngục định 10 ngày sau sẽ đến lấy mạng của cha con. Sáng hôm nay cha con nằm luôn, chạy không có nổi nữa. Đại phu đến khám cũng không có tìm ra bệnh của cha con. Thưa sư phụ. Thanh Thanh à, con hãy nín đi. Sư phụ sẽ theo con về nhà thử xem sao. Dương Viên Ngoại, theo tôi thấy thì bệnh của ông là tâm bệnh. Tâm bệnh hả? Thưa sư phụ, tâm của Dương Viên Ngoại có bệnh sao? Đại sư, có phải ông nói là không có bệnh gì không? Đúng vậy. Thật không? Vậy thì tại sao tôi thấy cả người ê ẩm, không còn chút hơi sức nào vậy? À, Thanh Thanh có nói với tôi là ông đã gặp phán quan địa ngục rồi. Đúng vậy, ông ấy nói 10 ngày sau sẽ đến bắt hồn tôi đi. Vậy là có lý do. Dương Viên Ngoại à, cái tâm bệnh này phải chữa bằng tâm mới khỏi. Hả? Bệnh này trị bằng thuốc gì chắc ông cũng đã hiểu rõ rồi. Chúng ta hãy về thôi. Hả? Sư phụ nói cha của bạn không sao đâu, bạn yên tâm đi. Bao xếp hàng lãnh gạo đây. Ở chỗ lão Dương Viên Ngoại Hà Tiện đó có phát gạo miễn phí kìa. Chúng ta mau đi lãnh đi, nhanh lên, nhanh lên. Cho tôi nữa. Được, được rồi, nè, từ từ đừng có vội, từ từ. Cảm thôi. Ơn, ai cho tôi. Cho tôi nữa. Sư phụ, con nghe Thanh Thanh nói họ đã thiết gạo được một ngày thì cha của bạn ấy cũng đỡ một phần rồi đó. Đúng vậy. Xả bỏ. Có xả mới có được. Nhưng sau này Dương Viên Ngoại sẽ tiếc của tới chết đó. Thưa sư phụ, có phán quan địa ngục thật không vậy? Lương tri của con người chính là vị phán quan nghiêm khắc nhất. Lương tâm bất an mới chính là sự dài dò lớn nhất đó. Dạ con biết rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô